Công ty hóa chất Trần Tiến trân trọng giới thiệu sản phẩm Zin Sulfate. Zin Sulfate với tên gọi khác là kẽm sulfat, có xuất xứ từ Trung Quốc, quy cách đóng gói, bao 25 kg, công thức tổng quát ZnSO4, tồn tại ở dạng bột màu trắng, không mùi, tan tốt trong nước và dễ hút ẩm. Được dùng trong sản xuất phân bón giúp bổ sung kẽm, hấp thu đạm và lân, tăng khả năng chống chịu bệnh cho cây trồng. Là thành phần trong sản xuất thuốc xịt nông nghiệp, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, giúp bổ sung kẽm cho động vật sinh trưởng và khỏe mạnh. Là nguyên liệu để sản xuất mực in và là chất kết tủa trong sản xuất tơ nhân tạo. Được dùng trong quá trình tạo thuốc nhuộm, giúp thuốc nhuộm bám màu lâu trên sợi vải. Là thành phần trong kem đánh răng, có tác dụng bổ sung kẽm trong sản xuất bia. Được sử dụng làm chất điện phân mạ điện kẽm, có khả năng kiểm soát sự phát triển của rêu trên mái nhà và là thành phần bảo quản cho ngành da, ngành thuộc da. Dưới đây là một số hình ảnh sản phẩm thực tế có tại công ty hóa chất Trần Tiến. Công ty hóa chất Trần Tiến hiện đang là đơn vị cung cấp các loại hóa chất cho nhiều đối tác, khách hàng lớn nhằm phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng như cho phòng thí nghiệm. Để mua hàng, các bạn có thể liên hệ từ số hotline 0983 838 250 hoặc truy cập vào trang web hoachattrantien.com. Cảm ơn quý khách đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm mới.